Kính thưa quý vị và các bạn, sau đây tiếp tục chương trình thì tôi xin phép được giới thiệu qua những kỹ thuật xạ trị trong ung thư gan nguyên phát. Đây là cái tài liệu năm 2022 mới nhất hướng dẫn của ASTRO, tức là của Hiệp hội xạ trị Hoa Kỳ. Thế thì nội dung của chúng tôi qua hai phần, một là cơ sở thay đổi vai trò xạ trị ung thư ổ gan, hai là cập nhật xạ trị ung thư gan nguyên phát. Về nội dung nhất, như các bạn biết thì là điều trị ung thư gan nói riêng cũng như điều trị ung thư nói chung, trước một bệnh nhân chúng ta đều có phải tumor board, tức là có phải tiểu ban để hội chẩn. Do vậy mà bệnh nhân ung thư gan thì cũng là một trong những bệnh nhân là một trong những trường hợp như vậy. Do vậy bác sĩ xạ trị là một trong những, chỉ là một phần trong tổng thể để chúng ta chẩn đoán điều trị, đưa ra phương án điều trị cho bệnh nhân. Về lịch sử của xạ trị thì trước đây chúng ta thấy được vai trò của xạ trị rất là khiêm tốn trong điều trị ung thư gan. Với lý do vì sao? Thứ nhất là nhạy cảm với bức xạ, do vậy mà cái liều xạ rất là thấp, đấy 30 gray trên toàn bộ thể tích gan. Cái thứ hai là theo những nghiên cứu cũ thì cũng cho thấy được là cái việc ung thư gan cũng chưa rõ được là có kháng tia xạ hay không, với sự di động của gan trong ổ bụng. Do vậy mà việc lập quy hoạch xạ rất là khó khăn khi mà bắn chúng vào khối u gan. Và cái nữa đó là các cái tác dụng của tia xạ làm cho tổn thương tế bào gan, đó là người ta thấy được là sau khi xạ trị xong thì thường sau 4 tháng hoặc hơn thì sẽ thấy xuất hiện những cái triệu chứng như cổ trướng, vàng da hoặc tăng men gan hoặc không. Và bên cạnh xạ trị thì có rất nhiều phương pháp thay thế, ví dụ như là đốt sóng, nút mạch, vi sóng. Với ngày nay thì sao? Ngày nay thì chúng ta cũng thấy được là vai trò của xạ trị trong hơn 2 thập kỷ gần đây thì cũng thấy được là bắt đầu có vai trò tích cực của xạ trị trong quá trình điều trị ung thư. Dữ liệu y văn nhiều, vai trò xạ trị cũng là cao, tuy nhiên vẫn thiếu các bằng. Sau khi nghiên cứu nhiều năm thì chúng ta cũng thấy được các cái hạn chế của những phương pháp tại chỗ, giống như là nút mạch hay là đốt sóng hay vi sóng. Thì những cái trường hợp như thế thì xạ trị cũng có thể là can thiệp được, thay thế cho những phương pháp tại chỗ. Và như vậy thì vai trò của xạ trị rất là lớn trong những năm gần đây, có thể là phối hợp các phương pháp khác có thể thay thế hoặc cũng có thể là điều trị coi như bắc cầu để trước khi phẫu thuật cắt gan. Thế thì xạ trị có nó là một trị liệu tại chỗ có triển vọng rất là cao. Với lý do gì? Với những lý do sau. Một đó là hiểu biết hơn về sinh học bức xạ của ung thư gan. Do vậy mà ung thư gan là thuộc nhóm u đáp ứng với tia xạ. Đây là cơ sở có bằng chứng rất là cao. Cái cơ sở thứ hai đó là những bước tiến về kỹ thuật xạ trị thì cho phép xạ trị chính xác vào một vùng của u gan và tránh được các cơ quan lân cận. Như trên hình chúng ta cũng thấy được hình ảnh của xạ trị 3D, tổn thương gan, dạ dày, tủy sống. Khi chúng ta chuyển sang xạ trị kỹ thuật cao thì cũng hạn chế được cái tổn thương ở ngoài gan, ngoài u. Những cái bước tiến tiếp theo đó là có những cái hệ thống mà hỗ trợ trong quá trình xạ trị, đó là hệ thống kiểm soát nhịp thở ABC hoặc là hệ thống con beam xạ trị dưới dẫn hình ảnh, giúp cho chúng ta kiểm soát được sự di động của khu ngoài trường chiếu. Cơ sở thứ ba đó là các cái kỹ thuật xạ trị có thể áp dụng được hiện nay, đó là xạ trị định vị lập thể thân. Đây là một cái xạ trị mà với liều xạ cao và đến một thể tích bia giới hạn và với một phân liều rất là thấp, với độ chính xác rất là cao từ 30-50 gray mà chỉ trong 3-5 phân liều, có thể đưa ra lợi ích về sinh học bức xạ hoặc là giảm số phân liều. Cũng có thể là liệu pháp mới, đó là liệu pháp proton, tức là xạ hạt, thì cũng cho hiệu quả cao hơn so với xạ photon. Vậy thì nội dung một chúng ta thấy được là ung thư gan nguyên phát tỷ lệ mắc và tử vong ngày càng tăng cao. Chúng ta có thể thống kê được đó là tỷ lệ tử vong năm 2020 ở Việt Nam do ung thư gan gấp 3,8 lần so với cả những bệnh nhân, những người bị tai nạn giao thông. Đấy là một cái con số thống kê rất là, chúng ta thấy là cái tỷ lệ tử vong của ung thư gan. Rồi thì ung thư gan có thường là sẽ là ung thư gan nguyên phát hoặc ung thư gan đường mật, trong đó ung thư gan nguyên phát chiếm 90%. Điều trị thì nhiều khó khăn, do vậy cần hội chẩn nhiều chuyên khoa, nhiều phương pháp điều trị có thể lựa chọn để thay thế. Và vai trò xạ ngoài cũng ngày càng được đóng vai trò rất là cao, ngày càng lớn do hiểu biết sinh học bức xạ ion hóa trong gan và các phương tiện hỗ trợ kỹ thuật cũng như kỹ thuật xạ hiện đại. Với nội dung thứ hai thì cập nhật xạ trị ung thư gan nguyên phát vào tháng 10 năm 2022 thì
ASTRO là gì? ASTRO là một trong những hiệp hội, những tổ chức mà trên thế giới nghiên cứu, đào tạo, đưa ra những khuyến nghị cho các bệnh nhân, cho các bác sĩ chuyên về xạ trị trên toàn thế giới. Thì tương tự như vậy, tại Việt Nam chúng ta cũng thấy được, cũng có chương trình phòng chống ung thư quốc gia, và chúng ta hiện nay cũng có rất nhiều bệnh viện vệ tinh cũng như là các quỹ bệnh viện ung bướu và các cơ sở trung tâm tại 54 tỉnh thành, và tại đây chúng ta cũng đều có các cái trung tâm xạ trị riêng, phát triển riêng. Các cái trích dẫn của ASTRO năm 2022 tôi đưa ra đây. Mục tiêu chính của ASTRO năm 2022 đó là gì? Đó là cái khuyến cáo xạ trị ngoài cho ung thư gan và ung thư tế bào đường mật trong gan. Ngày hôm nay chúng ta chủ yếu ung thư gan, thì có những cái cần để ý. Một, đó là chỉ định. Hai là các kỹ thuật phân liều, tổng liều xạ. Ba là kết quả. Thì việc chỉ định trong ung thư gan nguyên phát thì có chỉ định triệt căn, chỉ định tân bổ trợ và điều trị triệu chứng. Tất cả những cái nghiên cứu, những cái khuyến nghị của ASTRO, người ta dựa trên 92 bài nghiên cứu được, từ 837 bản tóm tắt và hơn 1.000 tài liệu tham khảo sàng lọc đều có ý nghĩa. Để đánh giá các khuyến nghị thì đưa ra các hiệu ứng, các đánh giá riêng. Thế thì đối với ung thư gan nguyên phát, trong hội nghị ASTRO người ta sẽ trả lời cho chúng ta ba câu hỏi. Câu hỏi đầu tiên đó là vai trò xạ ngoài trong điều trị triệt căn ung thư gan nguyên phát như thế nào. Thì người ta sẽ, tất cả các nghiên cứu đã đưa ra được, đó là một, đó là áp dụng bệnh nhân ung thư gan không có khả năng điều trị phẫu thuật hoặc điều trị nhiệt hay nút mạch thì xạ trị sẽ được thay thế. Cái thứ hai, bệnh nhân ung thư gan đã ổ mà chưa lan tràn, có không thể cắt bỏ thì xạ trị đơn thuần hoặc phối hợp với các liệu pháp nút mạch gan, hóa chất hay là hạt vi cầu được khuyến cáo được áp dụng. Cái thứ ba là bệnh nhân ung thư gan nguyên phát mà đáp ứng không hoàn toàn sau điều trị, có thể nút mạch hoặc phẫu thuật thì chúng ta cũng có thể điều trị củng cố bằng xạ ngoài. Cái thứ tư trong cái kết luận số 1 đó là bệnh nhân ung thư gan nguyên phát tại chỗ sau phẫu thuật, sau cắt đốt bằng nhiệt hoặc nút mạch thì xạ ngoài được khuyến cáo như một lựa chọn vớt vát. Ý kiến thứ 5 của họ đó là bệnh nhân với khối u gan xâm lấn mạch máu lớn, xạ trị thì có chỉ định điều trị bổ trợ đơn thuần hoặc kết hợp với điều trị toàn thân hoặc kết hợp với nút mạch gan. Bệnh nhân ung thư gan nguyên phát tiến triển tại chỗ hoặc di căn hoặc có khối có triệu chứng thì xạ ngoài giảm phân liều đơn thuần hoặc kết hợp với liệu pháp toàn thân hoặc nút mạch gan đều có ý nghĩa. Và ở đây chỉ có khuyến cáo đó là thận trọng trong xạ trị củng cố sau khi đã nút mạch gan. Đây là trong hai sơ đồ chúng ta tóm tắt ung thư gan mà chưa xâm lấn mạch máu, thì qua những thử nghiệm sàng người ta sẽ ghép gan hoặc là phẫu thuật. Tuy nhiên thứ tự này ghép gan hay phẫu thuật chúng ta đều phải dựa vào đánh giá của tiểu ban tùy từng cá thể hóa. Đây là hình ảnh sơ đồ nghiên cứu để cho ta được lấy là ung thư gan xâm lấn mạch máu lớn, thì chúng ta cũng đưa ra được các cái chỉ định cho cụ thể từng trường hợp, có thể là phẫu thuật hoặc cũng có thể là những trường hợp khác khi nếu không có phẫu thuật điều trị toàn thân, xạ trị hoặc nút mạch. Câu hỏi thứ hai mà trong hội nghị người ta sẽ phải trả lời đó là vai trò xạ ngoài trong điều trị tiền phẫu, có nghĩa là trước khi phẫu thuật cắt gan hoặc là ghép gan thì xạ có ý nghĩa gì? Thì có hai câu trả lời. Một, đó là bệnh nhân ung thư gan nguyên phát mà có chỉ định phẫu thuật cắt gan hoặc ghép gan thì cái xạ giảm phân liều, đó là SBRT, là có vai trò cầu nối ghép gan, có nghĩa là trong khoảng từ 4 đến 6 tháng sau khi xạ trị, bệnh nhân có thể đảm bảo được cái giai đoạn bệnh, cũng có thể là đảm bảo được cái thể trạng của bệnh nhân để mà tiếp tục điều trị ghép gan hoặc giảm giai đoạn bệnh. Bệnh nhân ung thư gan nguyên phát mà có huyết khối tĩnh mạch chủ có khả năng cắt bỏ thì xạ trị tân bổ trợ sẽ được khuyến cáo áp dụng trong trường hợp này. Thế với câu hỏi thứ 3 thì áp dụng kỹ thuật xạ trị nào, phân liều xạ bao nhiêu và liều xạ lên tổ chức nguy cấp như thế nào với ung thư gan nguyên phát, thì ở đây chúng ta sẽ có những khuyến nghị như sau. Thứ nhất là bệnh nhân ung thư gan nguyên phát thì có khu trú rồi có chỉ định xạ trị thì kỹ thuật giảm phân liều là vai trò quan trọng, tuy nhiên phụ thuộc vào chức năng gan và cơ sở vật chất và vào vị trí u. Cái thứ hai là bệnh nhân ung thư gan nguyên phát thì xâm lấn mạch máu lớn, xạ trị ngoài chỉ định kết hợp với các liệu pháp đút mạch gan khác, xạ trị ngoài giảm phân liều từ 3-5 gray trên một phân liều là được khuyến cáo lựa chọn. Và cái thứ ba đó là các kỹ thuật xạ trị được áp dụng trong ung thư như xạ giảm phân liều, SBRT, xạ điều biến liều, IMRT hoặc xạ proton thì cũng dựa vào vị trí khu, chức năng gan và trang thiết bị hiện có tại cơ sở.
Khuyến nghị thứ tư đó là xạ trị giảm phân liều cần sử dụng hệ thống hỗ trợ, như chúng ta vừa thấy hệ thống hỗ trợ như hệ thống định nhịp thở rồi thì kiểm dưỡng dẫn hình ảnh để mà sử dụng trong quá trình xạ trị này. Và cái cuối cùng đó là mục tiêu của xạ trị đó là giảm liều tối đa vào tế bào gan lành và hạn chế bệnh lý nội khoa mà tia xạ gây ra cho tế bào gan. Đây là một trong những cái bảng mà người ta phân loại để chia ra phân liều tổng xạ trị cho ung thư gan và tế bào gan trong đường mật. Thì quan trọng nhất, những cái liều xạ tương ứng đây thì chúng ta cũng phải để ý đến liều tương đương sinh học cho những tùy những trường hợp. Bởi sao? Chính cái liều tương đương sinh học này mới có tác dụng lên tế bào ung thư gan và các tế bào lành của gan. Với giới hạn liều gan lành thì chúng ta cũng thấy được các bác sĩ xạ trị cũng sẽ cùng với kỹ sư vật lý để tính ra từng thể tích của gan lành, những trường hợp mà gan chưa bị xơ gan, những trường hợp tripod A hoặc B thì là chúng ta sẽ có những chỉ định riêng để mà lựa chọn những phương pháp điều trị, đưa ra những kỹ thuật điều trị tốt hơn cho bệnh nhân. Và trong những trường hợp đối với liều cho tổ chức nguy cấp, ví dụ như dạ dày, ví dụ như là rốn gan hoặc là các ruột non hoặc ruột già thì chúng ta cũng đều có liều tương ứng để chúng ta lựa chọn dựa trên cái bảng trên. Đây là khuyến cáo của Astro. Và định hướng trong tương lai là sao? Thì các thông tin cần bổ sung đó là liều xạ tối ưu và hạn chế cái tổ chức nguy cấp. Cái hai là sự đồng thuận về phản ứng sinh học và độc tính của gan trị cho những bệnh ung thư gan. Thế thì tại bệnh ca của chúng tôi thì sao? Chúng tôi cũng đã được Bộ Y tế quyết định là cho thí điểm các cái kỹ thuật cao như VMAT, như SBRT, SIS. Và tại khoa xạ tổng hợp chúng tôi cũng đã đang thực hiện cái xạ trị bổ trợ sau phẫu thuật cắt gan diện cắt tiệm cận hoặc R1 có khối u xâm lớn mạch máu lớn, xạ trị kết hợp với Philip hoặc xạ trị kết hợp với cả nút mạch. Thế thì tiến tới chúng tôi cũng phải tiến hành những cái kỹ thuật cao hơn, đó là nhịp thở, đó là 4D, đó là SBRT và xạ trị kết hợp với cả miễn dịch. Đây ví dụ là một ca bệnh mà chúng đã thực hiện thì chúng tôi thấy được đó là khi mà kỹ thuật xạ trị mà khi có nút mạch thì chúng tôi thấy được cái xác định cái thể tích u rất là đơn giản, và trên đường đồng liều chúng ta cũng thấy được cái thể tích mà chịu liều của tế bào ung thư rất là lớn, đảm bảo được liều đáp ứng tốt và đảm bảo được cái liều xạ an toàn cho tế bào gan lành. Vâng, tôi xin trọng cảm ơn các bạn.